Webel 125 là máy mới dọn chuyển tiền xe gắn đó nha. Máy làm xong rồi nè, giờ đang gắn dàn ngoài nha, gắn dàn ngoài đây, mai xong gắn giao khách luôn vậy nè. Mày chế yên làm xi nhan về sau nha anh em. Anh em nào muốn làm máy Rebel 125 dọn chuyển bên ngoài cứ qua tiệm xe Khánh ha. Tiệm Khánh nhận làm hết cho anh em. Này lên yên hai yên luôn nha. Này trước là nó xài yên yên liền nha. Đang gắn xi nhan. Anh em liên hệ ngay số điện thoại 0389910535. Địa chỉ tiệm Khánh là 462/15/3/2, phường 2, quận 10 nha anh. Thời gian mở cửa từ 8 giờ tới 5 giờ. Tranh thủ qua sớm làm xong sớm anh em ha. Bèo 125.